Những trưa tháng 3 nóng oi bức, người dân sống bằng nghề cào hến ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn hì hục làm nghề. 12 giờ trưa, trên tuyến kênh Nội Đồng, xã Thượng Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều ghe cào vẫn nhộn nhịp hoạt động mặc cho cái nắng chói chang. Mỗi ghe hoạt động từ 2 đến 3 người, một người lặn xuống, ngồi lên. Cứ như vậy, từng vật cào hến được thu về, một người phụ trách đãi sạch và phân loại hến. Các ghe thường kết thúc vào lúc 14 đến 15 giờ. Số hến cào được chở về nhà, đem luộc chín và bán cho thương lái 25.000 đồng 1kg hến thịt. Trừ chi phí xăng dầu, mỗi ngày một hộ đi cào có thu nhập vài trăm ngàn đồng. Những người sống với nghề này thường hoạt động từ tháng 3 đến tháng 5, tháng 6. Khi nước trên các sông, kênh rạch dâng cao, người dân lại chuyển qua mưu sinh với mùa nước nổi.